Tập 39. Thật không ngờ khi không tự nhiên lại xảy ra chuyện như vậy. Đâu có ai muốn đâu. Đời có câu gian nan một lần không ai thoát mà. Vậy chuyện của cậu có khó gì đâu. Em hả? Phải, chị chưa nói với em. Cô Tuyết dọn qua bệnh ở sao không nói cho chị biết? Cô Tuyết tới công ty nói cho chúng tôi biết hết rồi. Chị không tán thành hả? Một chút thôi. Cổ không tán thành cậu đã tìm được người nấu canh cho cậu uống mà không báo cho cổ biết một tiếng, để cậu cứ lo lắng cho cậu hoài. Định chừng nào đám cưới với cô Tuyết? Em đâu dám nghĩ tới chuyện xa vời đó chứ. Người ta là con nhà lành, em đừng hòng gạt người ta biết chưa? Biết rồi, khổ quá à, nói hoài. Nè, em đừng nghĩ là chị lấy chồng rồi bỏ mặc em, đừng ăn chơi buông thả quá. Biết rồi. Alo, phải. Mọi người đang ở đâu? Tôi tới liền. Có chuyện gì vậy? Anh Đôi Bốn tìm được manh mối của vụ tống tiền, bây giờ em phải tới đó. Hay là tới đầu đường đằng kia anh chị xuống nha. Cũng được. Em ráng cẩn thận nha. Em biết. Ba, khuya rồi sao còn chưa ngủ? Ngày mai còn phải đưa tang cho bác hai nữa. Ba đừng có uống nhiều rượu mà. Loại rượu này lúc còn sống bác hai con rất thường dùng. Coi như ba thức đêm với ảnh vậy. À phải, anh Lập có gọi điện thoại cho ba không? Nó đưa gia đình chú Kiên về rồi. Con tìm nó có chuyện gì à? À không, mấy thứ để ở nhà tang lễ, ngày mai đưa đám tang cho bác hai, con muốn nhờ ảnh trông coi giùm. Ngày mai con không rảnh hả? Lúc nãy Tư Kiện gọi điện tới, nói vụ án của bác hai có lẽ liên quan tới Quách Lập Văn. Con định ngày mai ghé qua thăm chừng. Xong vậy con sẽ đến nghĩa trang gặp mọi người. Quách Lập Văn bị tình nghi à? Con cũng không biết nữa. Cảnh sát là vậy, hễ chưa có gì là đào bới khắp nơi. Nhưng mà không chừng Quách Lập Văn có dính líu tới vụ án này. Ba yên tâm đi. Ngày mai lúc cảnh sát điều tra, con sẽ cố gắng biểu họ làm kỹ. Con cũng không muốn giờ phút này lại bị người ngoài đàm tiếu. Con lên ngủ trước đi. Bà ngủ sớm đi. Sếp La, không có gì hết. Wow, tụi nó cắt luôn cả dây điện. Không một bóng người. Anh Đôi Bốn à, có nghe lầm hay không vậy? Ai nói là tôi nghe lầm? Hai hôm trước mấy thằng xì ke đồn ngầm cả lên, tụi nó ngồi ở trong động lớn tiếng nói là nhận tiền của ai đó bắt cóc một tay trùm. Nói rõ như vậy mà, lý nào tôi nghe nhầm? Ha, trừ khi là chúng chưa biết chết là gì. Anh không có nghe lầm, nhưng tại bọn chúng bỏ đi sớm thôi. Tờ lịch hôm qua còn chưa kịp xé, 100% là cuốn gói về bển rồi. Wow, vậy là mình phải bám luôn chúng hả? Sếp à, chúng ta có cần liên lạc với cảnh sát bên đó hay không? Anh Đôi Bốn, gọi tổ giám định tới làm gì? Còn các anh em lo hỏi cái nhà hàng xóm có manh mối gì hay không, kêu người nối lại dây điện. Còn nữa, đừng di chuyển hiện giờ ở đây. Yes sir. Anh Kỷ đi nhắn tổ giám định đi. Yes sir. Còn tất cả làm việc. Yes sir. Cậu Tường, cậu Minh, cậu Tân, theo tôi điều tra. Yes sir.
Khang, không lẽ là bà? Bà đã tìm được cái bà cần tìm hay chưa? Bằng cassette, đĩa vi tính hay là hóa đơn? Hay là bà đã ký giấy cho Quách Lập Văn làm chứng từ giả? Khang à, con hiểu lầm rồi. Tôi không hiểu lầm. Tôi cũng hy vọng chuyện ngày hôm nay tôi gặp bà trong phòng là chuyện hiểu lầm. Bà nghe con nói sợ cảnh sát con manh mối, bà nóng ruột nên mới lên đây coi thử thôi. Thật ra thằng chị nó không có gặp tôi. Tôi là con của ba. Ba tính gạt tôi cho tới khi nào đây? Mấy công ty này, tất cả giấy tờ tín dụng, hết chỗ này tới chỗ khác, tất cả đều đứng tên của Quách Lập Văn. Không cần ngày đáo hạn, không thế chấp, không điều tra kỹ càng, tất cả đều do bà ký tên cho thông qua. Tổng cộng số tiền bị gạt là hết 50 triệu, vừa đúng y con số bà bắt cóc bác hai để mà tống tiền cả nhà. Bởi vì con không muốn gom hai chuyện, gom hai chuyện để mà nói một lượt, con mới nói cảnh sát tìm Quách Lập Văn. Bà đã tức tốc chạy lên đây. Khang à, con bình tĩnh lại đi. Tôi cũng muốn bình tĩnh lắm, vậy mà ba cũng làm được. Người đó là anh của ba mà. Chuyện này không giống như con nghĩ đâu. Ngoài cách nghĩ này ra, tôi còn có thể nghĩ khác hay sao? Khang à, con bình tĩnh nghe ba giải thích vài câu có được hay không? Lọ thuốc tìm được ở hiện trường, ba đã đem cho bác hai, chính mắt tôi đã nhìn thấy. Khang à, con đừng giở giọng trẻ con được không? Có đúng là ông đã làm không? Có đúng là ông đã làm hay không? Đúng vậy, nhưng mà ba không muốn. Ba muốn tự bắt cóc mình. Thật mà Khang, con tin ba đi. Là ba cầu mai, con hiểu không? Ba bị tình thế ép buộc nên mới về ngân hàng mượn đỡ số vốn đó. Ba không muốn nội con biết được cho nên mới chọn cách này thôi. Khang à, tin ba đi mà. Ba bị cùng đường, ba không còn cách nào nữa. Tại sao lại giết chết bác hai chứ? Tại ba nhất thời lỡ tay nên mới giết chết ảnh mà thôi. Lúc bác hai con bị lên cơn suyễn, ba cũng tức tốc kiếm lọ thuốc đem tới cho ảnh mà. Ba tội gì mà phải giết ảnh chứ? Tin ba đi mà. Đúng, ba của con là thằng vô dụng, cho nên ba không thể cho phép mình thất bại lần nữa. Ba chỉ muốn làm lại từ đầu, thay đổi cuộc sống mà thôi. Khang à, con tin ba đi, ba không phải gạt con đâu. Tôi cũng hy vọng cả đêm ông bị ra một câu chuyện để gạt tôi. Khang à, Khang, con muốn làm gì? Tôi muốn gì hả? Nếu ông muốn biết, lên gặp ông nội đi. Sau khi tôi trình bày với ông nội rồi, tôi sẽ bỏ mặt. Lòng đây liêu sinh mình
chuyện gì vậy? Em đi đâu vậy? Ông nội xảy ra chuyện kìa. Ông nội à, ông bị sao vậy? Ông nội. Khang à, ông bị sao vậy? Khang à, sao bây giờ cô mới chịu về? Ông nội đòi uống nước, nội rót nước cho ông. Mới xoay lưng ông bị té xỉu à. Đừng nói nhiều nữa, tới bệnh viện rồi tính. Nè, mau đi đi. Đây à, em lấy xe đi. Ba lớn, mình lên xe đi. Bỏ lên. Bác sĩ, bệnh nhân thế nào rồi? Tuổi của cụ đã cao rồi, không phải tiêm vài mũi thuốc là có thể hồi phục lại. Chuyện ảnh hưởng tâm lý rất quan trọng. Những câu nói an ủi nên lặp lại nhiều lần với ông cụ. Bệnh trạng của ông có thể hồi phục hay không, phải coi các vị có khuyên giải được ông hay không. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Mọi người về trước đi, tôi sẽ ở lại với ông. Lúc nãy Thượng Khang nói với con nó sẽ ở lại mà. Phải đó, cháu ông nội không sao đâu. Con đưa mọi người về. Con có gọi điện cho anh hai con chưa? Nội yên tâm đi, con sẽ nhắn lại. Đi thôi. Dũng, sao em tới đây vậy? Grace nói cho em biết. Xin lỗi nha, khuya rồi còn phiền tới em nữa. Tối nay em sẽ ở lại với anh. Không cần đâu. Hay là em về nhà đi, ngày mai hạ quyệt rồi, còn nhiều chuyện cần phải làm lắm. Vậy bây giờ em sẽ đi tìm cô Chris. Sáng mai trước khi động quan em sẽ gọi anh. Em đi nha. Chris, sao chị không về với mọi người? Chị muốn ở lại canh chừng ông nội. Các anh em bên tổ giám định đã đối chứng các vân tay. Chúng ta có thể khẳng định căn nhà ở đường Thượng Hải từng là nơi trú thân của bọn cướp. Sếp La, sao sếp lại phóng to tờ giấy này làm gì? Bởi vì tôi nghi ngờ trong này có số điện thoại của bọn cướp ghi lại. Trần Ký, Đại Ba Ly, Mướn. Nè, tất cả đều là số điện thoại của tiệm ăn nhanh và động chứa không à sếp La? Hơn nữa căn nhà này đã qua tay rất nhiều người. Số nào của chúng ghi lại và số nào không phải chúng ta không thể phân biệt được. Cho nên bây giờ chúng ta phải sắp xếp lại. Không phải chứ sếp La, nhìn mấy chữ số này giống y như là mì ý vậy đó, khó tách ra lắm mà nha. Vấn đề chính là ở chỗ đó. Nhưng tôi cần có một câu trả lời. Các anh phải sắp xếp các số điện thoại, số nào ra số đó, lặp lại thì bỏ qua. Tôi không cần biết là động chứa, tiệm ăn nhanh hay là điện thoại nóng. Tóm lại là số điện thoại nào cũng phải rành mạch rõ ràng. Ok, bắt đầu đi. Yes sir. Nè, bây giờ tôi chia thịt cho các anh chị, ai cũng có phần hết đó nghe. Mỗi người một góc. Nè đó. Ai, tôi góc này cho. Tôi bên đây. À, tôi góc này. Anh điên rồi hả? Chuyện gì cũng nói hết cho con anh biết. Tại thằng Khang nó kiểm tra sổ sách không ổn trước mà thôi. Anh không biết lái qua chuyện khác hả? Nó biết hết tất cả rồi. Anh biết làm gì rồi chứ? Nó là con của tôi, tự nó sẽ điều tra. Anh tưởng cũng có body là được hả? Nếu con anh chạy đi báo cảnh sát, không lẽ anh trốn tránh suốt cả đời sao? Anh kêu tôi phải làm sao bây giờ, giết chết nó hay sao? Có phải giống như đối với anh hai của tôi cầm lấy cục đá nện vào đầu anh? Có phải bây giờ anh muốn cả thế giới biết chúng ta làm không? Anh lo cho tôi cũng vì sợ tôi khai anh ra mà thôi. Đâu có, chúng ta là người đừng trong nói nhà chuyện đó với tôi. Đối với anh trai vợ cũng dám giết, còn thằng chú ba này thì có xá là gì chứ? Nhưng mà anh yên tâm, sự việc xảy ra tới đâu, dù kéo anh vào cuộc cũng đều bất lợi cho tôi. Tôi không muốn thằng Khang phải khó xử. Tôi cũng không biết phải ăn nói làm sao với ba tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm được là bỏ trốn. Anh có thể coi như mình không liên quan tới chuyện này. Nhưng mà tôi cảnh cáo anh, tuy thằng Khang nó biết tẩy chúng ta nhưng dù gì cũng là con tôi. Nếu nó bị mất một sợi tóc, anh đừng mong yên với tôi.
Anh yên tâm, chúng ta cùng cộng tác với nhau. Khi nào tới nơi nhớ báo cho tôi biết. Nếu anh có lòng thì ráng đối xử tốt với ba tôi. Dù gì ông cũng là bạn lâu năm với chú Kiên. Coi như tôi nể mặt ba của anh. Được, chuyện đó không thành vấn đề. Ông nội, tôi dậy rồi hả? Để cho con bằng đó ngủ đi. Ông nội, ông thấy khỏe chưa? Hay là để con kêu bác sĩ tới kiểm tra? Không cần đâu. Nội mới tỉnh dậy thôi. Nội muốn thoải mái một chút để nội được yên tĩnh. Hôm nay bác hai của con hảo quyết rồi. Nội à, con có chuyện này. Tối hôm qua nội mê man bất tỉnh, hình như nội thấy bác hai con đứng trước mặt nội thở dài, giống như làm lụng mấy chục năm, bây giờ được bình thản nghỉ ngơi. Không biết nó có trách nội hay không nữa. Còn con Khang à, con có trách nội hay không? Dạ không, con đâu dám trách nội. Ngay từ lúc con còn nhỏ thì lúc nào nội cũng muốn bắt con vào ngân hàng. Năm đó con đi nước ngoài học thiết kế, xém chút nội biểu chú Hổ bắt con trở về rồi. Sau đó bác hai của con mới khuyên can nội đừng có làm vậy. Cũng phải thôi, có lẽ nó không muốn con lặp lại cái cực khổ của nó. Nội chỉ có hai đứa con, nhưng mà chỉ tin một thằng, đứa kia thì không tin. Cuối cùng, đứa thì trách nội, đứa thì quán nội. Nội đừng có nói nữa mà nội, ráng ngủ cho khỏe đi. Nội có lỗi với bác hai của con, nội cũng có lỗi với ba của con. Cũng như Vĩnh Cơ đối với hai chị em nó vậy. Tới cuối cùng, Vĩnh Cơ nó cũng không kịp ăn năn. Còn nội, tới lúc chỉ còn lại một đứa con thì mới biết nghĩ tới nó. Nội sẽ không ép buộc con nữa. Khang à, con muốn làm cái gì á thì cứ việc làm đi. Không đâu nội, con sẽ không rời bỏ ngân hàng, con sẽ ở lại phụ mà. Vậy là con không trách nội đối xử với ba con như vậy hay sao? Dạ không, con biết nội cũng không muốn. Vậy cũng được. Từ nay con hãy ráng giúp đỡ cho ba của con. Ba con cũng muốn, mà bác hai của con cũng muốn. Con biết rồi mà nội. Nội đừng có nói nữa, mau ngủ cho khỏe đi ha. Phải, cũng tới lúc nội phải nghỉ ngơi rồi. À phải,
lúc con đưa quan tài, nhớ nhắc bà của con chú ý một chút. Coi lúc đưa quan tài xuống thì đừng bao giờ để nghiêng nghe chưa. Chôn xuống dưới đất, coi như bác hai của con đã sống hết một đời. Con biết rồi nội. Xin chào ông Diệp Vĩnh Sương. Có gì không? Cảnh sát chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan tới một vụ bắt cóc tống tiền, muốn mời ông về sở của chúng tôi hợp tác điều tra. Thưa ông Diệp Vĩnh Sương, ông có quen với Quách Lâm Văn hay không? Có. Ông có biết hiện giờ hắn đang ở đâu hay không? Không biết. Không phải chứ, người nhà hắn nói đích thân ông đã ký giấy cho Quách Lâm Văn nghỉ phép mà. Vậy à? Chắc có. Hôm thứ hai sau khi ông Diệp Vĩnh Cơ bị hại, Quách Lâm Văn mới nói cho gia đình biết là hắn được nghỉ phép dài hạn. Vậy tức là sao? Sao hả? Để tôi báo cho ông được biết nha ông Diệp. Chúng tôi đã tìm được số điện thoại cầm tay của trợ lý đắc lực của ông ở hang ổ của bọn tống tiền. Anh hai của ông vừa chết, cũng không thấy hắn ở đâu. Không phải là hắn muốn chạy tội sao? Thì ra vì chuyện đó nên mới sáng sớm các vị đã bắt tôi đi à? Vậy chưa đủ sao ông Diệp? Anh đôi bốn. Ông Diệp à, dựa theo những gì chúng tôi biết thì quan hệ với ông và Quách Lâm Văn rất thân mật. Chúng tôi có lý do khẳng định là hắn... Trong công việc tôi là cấp trên của anh, trong cuộc sống chúng tôi là bạn bè. Cái gọi là thân mật của các chị chỉ đơn giản vậy thôi. Các chị đừng ra vẻ như chúng tôi đồng tính luyên ấy. Ông Diệp à, chúng tôi muốn... Vấn đề này khi nào luật sư tôi tới tôi mới trả lời sau. Ông dám nói là mình không có liên quan tới vụ án này không? Ông đang sử dụng hộ chiếu vậy là giấy tùy thân. Đó là tự do của tôi. Được, tự do. Nửa đêm nửa hôm ông lái xe vô Điền Lãng thăm bạn chắc cũng là tự do. Ông Diệp à, nếu như không lầm chắc có lẽ ông vẫn còn nhớ tôi từng giải thích một câu chuyện và hỏi ông đêm 21 ông đã từng đi đâu. Luật sư của ông đã tới, có luôn thằng con của ông nữa. Luật sư Mã phải không? Phải. Đây là sếp La. À, chào sếp La. Xin chào. Tôi là luật sư đại diện cho ông Diệp Vĩnh Sương. Tôi họ Mã. Đây là danh thiếp của tôi. Luật sư Mã. Khang à, xin lỗi nha, do thời gian có hạn nên mới sáng sớm đã làm phiền bác trai. Sếp La, chẳng hay lần này sếp mời ông Diệp về đây, cụ thể là vì cái gì vậy? Cái gì? Chúng tôi nghi ngờ là ông có liên quan tới một vụ bắt cóc. Anh đừng muốn à? Tôi biết nếu thật sự nghiêm trọng như vậy, sếp La, tôi hy vọng sếp có thể cho thêm một số chứng cứ cụ thể hơn được không? Là như vậy, vật chứng chính thức của chúng tôi là xe hơi riêng của ông Diệp Vĩnh Sư trong thời gian gây án từng xuất hiện ở nơi giữ con tin. Tức là hôm nào? Là 21 tháng này. Tôi nghĩ chắc ông lầm rồi, không lý nào ông Diệp lại có mặt tại hiện trường. Hắn nói sáng hôm đó lái xe về ngân hàng, chúng tôi lập tức tới bãi đỗ xe của ngân hàng hỏi viên quản lý, thì ra hôm đó không có dấu hiệu ra vào của ông Diệp. Hôm đó tôi và bạn của tôi có trở về ngân hàng, chỉ vì chúng tôi tới tiệm ăn đối diện dùng bữa và đậu xe trước cửa tiệm ăn, cho nên ngân hàng không có ghi lại việc ra vào cổng. Mày có nhớ lộn không vậy? Không, hôm đó bác hai vẫn chưa về. Ba tôi cảm thấy rất bồn chồn, cho nên cả buổi ông không ăn uống. Tôi còn nhớ rất rõ. Thì ra là chuyện hiểu lầm, sếp La. Tôi nghĩ các vị đã nhìn lầm thật rồi. Ông Diệp, thật tình cảnh sát không đầy đủ bằng chứng kiện ông cứ yên tâm đi. Cảm ơn anh nhiều. Không có gì. À phải, con trai của ông đang đợi ông ở bên kia, cậu ấy ở trong xe đó, tôi có chuyện phải đi trước. Bye bye. Bye bye. Khang à,
Lên xe hẳn nói. Đừng nói nhiều nữa, tôi có mang sẵn quần áo. Sau khi đưa bác hai hạ quyền hãy tính sau. Dung à, thằng Khang và chú ba đâu rồi? Họ nói là coi các anh thợ làm xong việc đã, biểu mình lên xe chờ họ. Ừ. Dạ ông Diệp à, chúng tôi đã làm xong hết rồi. Còn tấm bia chừng nào xong chúng tôi sẽ báo cho ông biết. Cảm ơn anh. À, đi trước nha. Sao lúc nãy con không nói cho họ biết? Nếu như muốn nói, con không biết phải nói từ đâu. Bây giờ con chỉ muốn tất cả những chuyện này đều chưa hề xảy ra. Lúc trước con rất sợ tới những chỗ này. Lúc còn nhỏ má thường cười con, có chết cũng không chịu vào. Con không muốn má bị người ta đào mộ. Con không muốn má bị người ta đào mộ, bà có hiểu hay không? Lúc đó con tự nhủ với mình, chỉ cần con gặp được má, má con vẫn còn sống, con sẽ có cơ hội gặp má. Lúc đó con mới lên 10 tuổi, dĩ nhiên ai cũng nhớ ba má. Phải. Cho nên sau khi con trưởng thành, con biết đây không thể là một câu chuyện đùa. Nhưng mà con thật không ngờ, cho đến ngày hôm nay, cũng vẫn như lần trước. Con làm như vậy không phải là vì má, cũng không phải vì ông nội. Con chỉ vì bản thân mình. Phải. Con thật không dám nghĩ, nếu như con khai ra mọi chuyện thì con, thì con phải đối diện với cái gì, gánh hậu quả thế nào. Cho nên con chỉ biết làm vậy. Con không biết từ nay ba phải sống như thế nào. Ba nghĩ mỗi tối ba có ngủ được không? Làm con của ba bấy lâu nay, con rất hiểu tính tình của ba. Bởi vì ba luôn nghĩ những người làm đại sự nên biết cách nhìn nhận. Con nghĩ có lẽ ba sẽ được ngon giấc. Còn con thì không đâu. Thật sự không thể nào. Nếu con còn có thể ngủ được thì thực chất con không phải là con người. Khang à, bà hứa với con, từ nay bà sẽ không dính đến chuyện ngoài xã hội. Bà sẽ yên phận ở lại quê Diệp. Bà xin hứa. Người bà đang hứa không phải là con, mà là bà. Con chỉ hy vọng
những gì hôm nay ba nói trước mộ của bác hai. Ba đừng bao giờ quên. Ba cảm ơn con. Đừng bao giờ nói cảm ơn con hết. Ba không có tư cách nói cảm ơn con. Ba chỉ được cả đời nói tiếng xin lỗi con. Ông nội, bà nội, Grace, Chris, ba phải chịu tội với tất cả mọi người. Tất cả mọi người, ngoại trừ một mình con. Vì đến giờ phút này, con cũng giống như ba mà thôi. Có phải anh đang nghĩ về cô Chris và ba của anh không? Đâu có. Anh thường nghe mọi người nói sân bay đặt gần thành phố thì lúc nào cũng ồn ào, nhưng mà anh thấy không phải vậy. Chỉ việc quát một chiếc taxi hoặc là tự lái xe qua vài ngã đường là tới sân bay rồi, đụng một cái bay mất tiêu. Họ phải lo nghĩ. Sao tự nhiên anh lại nghĩ đến chuyện đó vậy? Vậy em không hiểu sao? Khi nào em buồn, có khi nào em sẽ chạy vô sân bay mua một cái vé nấu một chiếc máy bay nhanh nhất rồi bỏ đi chỗ khác. Hay là em chọn đi. Nếu em được chọn em sẽ đi đâu? Em hả? Anh thì không sao, anh đi đâu cũng được hết. Chỉ cần anh rời khỏi chỗ này, đến lúc đó anh nghĩ có lẽ anh sẽ là loại người dễ đi dễ sống nhất đó. Nếu như em được chọn, em sẽ đi đâu? Anh biểu em đi với anh, có phải không? Hay là sáng sớm mai đi. Mà thôi tối nay đi, tối nay mình sẽ đi. Đi tới đâu cũng được. Chịu không? Giờ phút này anh có thể bỏ đi được sao? Hiện giờ gia đình anh xảy ra quá nhiều chuyện. Nếu như Grace mà nói đây là chặng đường gian khổ nhất, có lẽ chưa chắc cổ đi làm, chúng ta phải đi làm thay cổ. Anh cũng không nhẫn tâm bỏ rơi cổ đúng không? Anh biết. Anh không sao chứ? Không sao. Anh muốn nói với em chuyện gì phải không? Đâu có. Câu nãy giờ không được con nào. Thôi đừng nói nữa. Sao nói là cúp điện mà? Bộ hôm nay cúp điện sao? Anh không biết nữa. Sáng nay đi làm nghe bảo vệ nói là tối nay sẽ cúp điện. Em không biết hả? Em không để ý. Chắc tại em đi gấp quá. Mau ăn đi. Cái gì vậy? Gà hầm thịt bò Tây Hồ. Em cố tình nấu cho anh đó. Ăn được không đó? Dĩ nhiên là ăn được. Sao vậy? Sợ em hạ độc anh hả? Chị đừng có quá lo mà. Tại mấy cô y tá hậu quản hốt quá thôi, viêm đường ruột thôi mà có gì đâu chứ, thiệt tình. Em đang bị tào tháo rồi, em đừng có cứng đầu nữa được không? Đã nói ra nước đâu có gì lạ đâu mà. Lúc nào chị cũng nói là em làm việc quá cực nhọc. Hôm nay em được vô đây nghỉ ngơi rồi, sướng quá rồi còn gì. Để em ra ngoài mua con dao cạo trái cây. Chị hai à, cổ cũng đâu biết là hôm đó cúp điện đâu, báo hại thức ăn hư hết. Đừng có trách cổ nữa mà. Bộ chị có vẻ như đang trách cổ hay sao? Làm gì mà binh dữ vậy? Chứ, binh cái gì chứ? Xin lỗi nha chị Phương. Khờ quá, cần gì phải xin lỗi. Chị có trách gì em đâu. Chuyện xảy ra ai cũng không muốn mà. Em không biết cách chăm sóc anh Kiện thế nào. Đàn ông không phải đụng một chút là bắt phụ nữ chăm sóc. Cả hai cùng sống với nhau, dĩ nhiên là anh giúp tôi giúp lại anh. Đâu có chuyện phân biệt ai là chủ ai là tớ. Chị không trách thì em mừng rồi. Lần sau em lên nhà ăn cơm với chị, chị sẽ nấu cho em ăn. Chị Phương.
Cô Tuyết, sao đúng lúc vậy? Phải đó, em tới lấy thuốc cho má em. Chị lên thăm bệnh hả? À, phải. Lúc đó chị không nghĩ là sẽ nói cho Xảo Dung biết chuyện của Tự Kiền. Họ quen thân với nhau, mình cần gì phải giấu cổ chứ? Vậy cũng phải, tại chị đang nghi thôi. Thật ra có lẽ tính của em hơi lẩm cẩm. Em không có chí làm nên chuyện gì, nấu nướng cũng không bằng ai. Nhưng không phải vì chuyện này mà làm cho giữa em và anh Kiện đến mức lòng tin với nhau đâu. Nhìn mặt của anh không giống bệnh hoạn, là biến không chịu đi làm hả? Đã bao tử anh không khỏe thì đừng có đổ thừa người ta. Nè, bộ có hẹn trước rồi sao? Mới tới đã nói tốt cho cô Tuyết rồi. Em chỉ mừng giùm anh thôi. Anh biết không, đứa Hồng Kông bây giờ khó kiếm được cô gái nào nửa đêm nửa hôm đợi anh về, còn phải nấu cơm cho anh ăn nữa đó. Vậy cũng phải, lúc trước em đâu có được như vậy. À phải, Thừa Khang sao rồi? Cũng bình thường. Anh biết đó, gia đình xảy ra nhiều chuyện. Trong nhất thời bị anh quên không phải dễ. Vậy cũng phải. À quên nữa, nếu như em có gặp nó cho anh nhắn lại là cấp trên của anh đã ký giấy, sắp tới sẽ truy nã Quách Thập Văn. Chuyện này sẽ có tiến triển sớm thôi. Đúng là chủ nhiệm Quách bày ra hả? Nghi ngờ lớn nhất chính là hắn, nhưng cũng phải điều tra tiếp. Dung à, lâu rồi anh không lên gặp bác gái. Bác gái có khỏe không? Khỏe. Nhưng tuổi bà cao rồi, lúc này lúc khác. Cũng là bệnh thận hả? Ừ. Thật ra anh cảm thấy thì nếu bác sĩ này chữa không hết thì chúng ta có thể tìm bác sĩ khác mà. Anh Khang cũng nói như vậy, nên anh mới dẫn má em tới bác sĩ chuyên khoa để khám. Nhớ lại đêm đó, thật cũng may nhờ có anh Khang. Chuyện gì? Có một hôm anh Khang đưa em về nhà, mới mở cửa đã bắt gặp má té xỉu trong nhà. Anh Khang liền đưa má em tới đây cho bác sĩ Trần khám, nằm viện hết một tuần lễ. Có thằng Khang coi chừng chắc không sao đâu. Em không nghĩ như vậy. Em chỉ cảm thấy mình không muốn vì chuyện gia đình mà phiền tới ảnh. Anh cũng biết dạo trước anh không vui. Ông Diệp bị bắt cóc không có tin tức, còn ảnh đã vì má em cả đêm chạy đôn chạy đáo. Em cảm thấy mình phải chịu ơn ảnh. Ý của em nói là đêm hôm đó, tức là ngày nào? Ngày 21. Em chắc là 21 chứ? Đúng, 21 là thứ sáu mà. Sao vậy? Không có. Vào đêm 21 tháng trước, Diệp Thừa Khang và Phương Sở Dung đi chơi chung với nhau. Tức là lời khai của y nói là đêm hôm đó cùng Diệp Vĩnh Sương về ngân hàng hoàn toàn không trùng khớp. Tức là y cậu muốn nói Diệp Thừa Khang đang cho lời khai giả để giúp ba của hắn hay sao? Tôi cảm thấy y muốn giúp Diệp Vĩnh Sương giấu chuyện gì đó. Dù đứng trên phương diện nào thì tôi cũng không muốn sự việc đi xa như vậy. Nhưng bây giờ đều không thể phủ nhận được là Diệp Chỉnh Sương là đối tượng nghi ngờ lớn nhất trong vụ án này. Theo tôi chúng ta nên tiếp tục điều tra theo hướng cũ. Nhưng mà lần này tư cách của Diệp Chỉnh Sương rất đặc biệt. Chúng ta không thể hành động hồ đồ để cho tụi phóng viên làm lớn chuyện này được. Bây giờ điều cần nhất là phải đưa cô Phương đó về đây để lấy một bản khẩu cung cho rõ ràng, sau đó mới tiếp tục. Yes sir. Hôm qua em dậy sớm quá, anh định đưa em đi ăn cơm. Chào buổi sáng. Dạ. Cậu Diệp, chào buổi sáng. Chào. Phải, tối qua em định sẽ tới bệnh viện lấy thuốc cho má rồi về. Không ngờ em lại gặp được Tử Kiện, mãi là nói chuyện quên mất thì giờ. Tử Kiện? Tử Kiện nó làm gì ở bệnh viện? À, em quên nói cho anh biết, anh bị tiêu chảy viêm đường ruột. Nó khỏe lại chưa? Không, thật ra tại chị Phương buộc ảnh vô bệnh viện thì đúng hơn. Tại anh cả tháng trời lo vụ án của bác hai anh không chịu nghỉ ngơi. Cứ làm như vậy dễ sinh bệnh lắm đó. Hả? Phải, nó điều tra cũng lâu rồi, không biết có gì tiến triển hay không. Em không biết. Nhưng mà cũng lạ thiệt nha, nói chuyện một hồi tự nhiên mà ảnh nghiêm lại. Anh hỏi em thật ra hôm má em vô bệnh viện là ngày mấy đó. À vậy sao? Nó hỏi em chuyện đó hả? Phải á. Rồi em trả lời nó sao? Em nói là ngày 21. Em trả lời thẳng nó à? Phải đó. Sao vậy?
anh đừng nói cho em biết chuyện đó có liên quan tới bác hai của anh đó nha. Nhưng mà hôm đó lúc nào anh cũng ở bên cạnh em mà. Hơn nữa chuyện này đâu có liên quan gì tới chuyện đó đâu chứ. Sao Dung, em giúp anh chuyện này. Giúp cái gì? Ông Diệp, cô Phương. Chào anh. Xin chào. Nè, vô tới mà Khác. Khác, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Thằng Kiện nó sẽ tìm em. Tại sao? Nếu như nó tìm em, em nói là ngày 21 em không có gặp anh. Để làm gì? Bây giờ anh không có thời gian để giải thích với em đâu. Nếu nó hỏi em cứ nói vậy. Nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì đi. Tóm lại anh làm vậy là có nguyên nhân. Tin anh đi. Làm ơn. Cô Phương, cô tới đúng lúc lắm. Hai vị cảnh sát này nói là có chuyện muốn gặp cô. À, cảm ơn. Xin lỗi nha, mới sáng sớm đã mời cô tới. Không sao. Chúng ta có thể bắt đầu. Chúng ta bắt đầu được chưa? Phải, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Vào đêm 21 tháng trước, có phải nhà cô đã xảy ra chuyện gì hay không? Đêm 21 tháng trước, đâu khoảng 11 giờ tôi về tới nhà, vừa mở cửa ra tôi bắt gặp má tôi. Má tôi đã bị té lăn ở dưới đất. Liền sau đó tôi lập tức đưa má tôi vô bệnh viện. Bác sĩ nói thận của bà không được tốt cho lắm, cộng thêm việc lúc trước dùng thuốc đặc trị không thích hợp cho bà, cho nên là hôm đó bà mới bị quặn đau tới nỗi ngất xỉu luôn. Có điều là vì hôm đó tôi bận rất là nhiều việc, hầu như là tới trời sáng tôi mới được về nhà. Xếp đi rồi. Vậy hôm đó ông Diệp Thừa Khang ở bên cạnh cô từ lúc 8 giờ tối cho tới mấy giờ sáng ngày hôm sau thì ông ta mới ra về? Hôm đó Diệp Thừa Khang không đi chung với tôi, một mình tôi đưa má tôi vô bệnh viện.